Hôm qua, một làn sóng tẩy chay Omo đã nổ ra hết sức mạnh mẽ. Omo chuyên tẩy trắng các loại vết bẩn, nhưng không ngờ giờ vì một vết bẩn lại đánh mất chính mình. Vì các cát xuất hiện trong MV ca nhạc Tết quảng cáo cho Omo do Hòa Minzy và cô ba Bạch Tuyết đóng vai chính, đã để lại nhiều tai hại khó nhằn cho cả ekip. Các cát chuẩn với câu nói, một con sâu làm rầu nồi canh, một sự lâu đời của thương hiệu Omo, một hào quang sáng chói của nữ tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân cô ba Bạch Tuyết sáng ngời đến thế, một độ hot mang tên Hòa Minzy, cả ba cộng lại vẫn không thể nào cứu nổi vụ việc này. Tai tiếng từ cái tên các cát quá tai hại, một giọt mắm tôm thúi bừng cả nồi cơm trắng. Và hiện tại, người bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là phía Omo. Kế tiếp là danh dự của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Phía cô ba thì hiện tại chưa có bất kỳ động thái cụ thể gì. Và mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng giải thích về vụ việc. Hòa sợ tới mức không dám gọi thẳng tên két két, bởi cái vụ kiện tụng ngu si của con két két đối với Hồng Loan khiến Hòa không muốn dính líu tới cái thể loại vô pháp vô thiên này. Nên thế, Hòa đã gọi mé mé két két bằng cái danh xưng kẻ đang bị mọi người ghét. Và cụ thể như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, các két hiện tại đang cạn kiệt dần cơ hội để có thể trở thành một diễn viên thực thụ bởi cái tội mỏ hổm, mất nhận thức về pháp luật, và quan trọng hơn là các két chính là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Ngày nào cũng vậy, không riêng gì ngành nghệ thuật, một kẻ sống không biết trước biết sau, không biết nguồn biết cội thì không thể nào mà tồn tại trong một môi trường văn minh của nghề được. Chuyện có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cưu mang lo lắng và tạo điều kiện cho cặp đôi cá mè một lứa Lành Bún Bò và Thanh Đập Bàn thì không thể chối cãi. Nhưng đánh đổi lại, đứa con gái của cặp đôi nghiệp chướng đó lớn lên không được dạy dỗ đàng hoàng, quay sang chửi rủa gia đình của người ơn. Cay nghiệt hơn là nó chửi cả cố nghệ sĩ nữa quý vị. Cái thứ mất dạy như vậy, ở ngoài đời người đời còn ghét, huống gì vào showbiz, khán giả nào mà ưa cho nổi. Trẻ người non dạ, ngựa non háo đá, đó là một chuyện bình thường trong xã hội của bất kỳ một thanh niên nào mới lớn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là chú ngựa non đó được cái quyền đá vô mặt những trưởng bối của mình. Cái đó người ta gọi là mất dạy. Và sự mất dạy đó nay đã gây ra tai họa. Cả nhà ba người, không ai là có ích cho xã hội này cả. Làm người không chịu làm, thích làm báo thôi. Vì cái sự báo đời đó mà ca sĩ Hòa Minzy đã phải gấp rút lên đính chính lại sự việc để tránh những hệ lụy xấu sau này. Nữ ca sĩ vừa có một lời trần tình với khán giả như sau. Chuyện gì cần giải quyết chắc chắn Hòa sẽ giải quyết cho khán giả của Hòa yên tâm. Tuy nhiên về phim ngắn Mai Má Về có diễn viên kia đóng là sản phẩm của nhãn hàng, Hòa cần câu trả lời cụ thể từ họ cho từng vấn đề mới có thể kết luận và thông báo chính thức được. Làm rõ vài điều trước. Đầu tiên, ekip Hòa chỉ tham gia hát và hoàn thành vai diễn của mình, không có liên quan gì đến việc mời diễn viên kia, không nằm trong khả năng quyết định của Hòa. Thứ hai, Hòa và diễn viên kia không quen biết, chưa từng gặp nhau trước đó cho đến khi diễn chung một phân đoạn duy nhất lúc kết phim. Thứ ba, công việc và con cái bận rộn, Hòa không thể nào nắm bắt được mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc sống của những người mà Hòa không biết họ là ai, như cái bạn diễn viên này. Nhưng vì vẫn thường xuyên đi đọc bình luận của mọi người trên các bài post của mình, nên Hòa đã cập nhật được tình hình và khi đã biết chắc chắn là Hòa sẽ giải quyết. Thứ tư, Hòa đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, vượt qua bao khó khăn để có ngày hôm nay, không ngu ngốc gì mà lao vào những sự việc có thể gây ảnh hưởng. Nhưng trước mắt, để thể hiện thái độ luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, Hòa sẽ ra mắt một MV mới mà chỉ mình Hòa làm nữ chính. Mời cả nhà đón xem MV mới Không Có Người Mọi Người Ghét và bình tĩnh chờ đợi Hòa cũng như nhãn hàng nhé. Và vừa rồi là lời tâm sự của Hòa gửi đến cho khán giả. Nghe qua những lời này thì cũng hy vọng mọi chuyện sẽ mau mau được đính chính. Và dưới bình luận, Hòa còn tiết lộ rằng hiện tại là cả mấy trăm người đang gấp rút bàn bạc để tìm ra phương án xử lý vụ việc của cái két. Hòa nói rằng mấy trăm con người đang họp, cả nhà chờ câu trả lời sớm nhé. Giờ thì Hòa Minzy đã lên tiếng rồi đó, két két nghe rõ chưa? Vì cái sự mất dạy và sự trơ trẽn vốn được thừa hưởng từ cha mẹ và người chị em Phượng Gia, nên giờ két két đã gây họa thật rồi. Và thưa quý vị, để chữa lỗi thì Hòa Minzy đã gấp rút đăng tải một MV mới, không có những phân cảnh xuất hiện của con két két. Có thể thấy Hòa Minzy rất chiều lòng khán giả, với lại Hòa không có lỗi gì trong chuyện này cả. Như ở bản tin ngày hôm qua, bản tin online có nói rằng Hòa lẫn cô ba Bạch Tuyết tham gia với vai trò là khách mời đặc biệt, hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Với lại công bằng mà nói, bài hát rất hay và nói chung của MV cũng rất cảm động. Vì con két két mà chúng ta phủ nhận công lao của mọi người trong ekip thì hơi đề cao két két rồi. Kệ nó đi, quả báo của nó sắp nhận rồi. Những ai ủng hộ Hòa thì cứ tiếp tục ủng hộ chị ấy nhé. Chị ấy cũng là người vô tội thôi ạ. Và quay trở lại với cái thể loại diễn viên mờ nhạt két két chỉ là may mắn đậu được vào cái vai ấy qua việc đi casting mà thôi. Mấy cái thể loại như nó giá rẻ bèo hả quý vị. Là một diễn viên lơ tơ mơ, chỉ đóng những MV trong các web drama thôi, nhưng thái độ thì trịch thượng và coi thường thách thức khán giả. Chuyện đúng sai của Hồng Loan không liên quan gì tới nó, mà nó cũng lên chửi bới sùm, chửi từ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chửi tới Hồng Loan, chồng Hồng Loan và cả con của Hồng Loan.
Bull có tội tình gì, mới mấy tuổi đầu thôi, không có biết cái gì cả mà nó cũng chửi người ta là chó này chó nọ. Nói tới thì bảo lập nick giả, trong khi nó đăng từ ngày này qua tháng nọ thì im re không nói gì. Hồng Loan chỉ vừa chia sẻ lại một bài viết gây bức xúc thôi thì nó đã đi kiện Hồng Loan trong vòng 30 phút. Nói tới nó thì nó nói là có người lập một tài khoản Facebook giả để mà hại danh dự của nó. Nhưng cái Facebook giả đó đăng từ ngày này qua tháng nọ thì nó im re câm cái họng, không có bất kỳ một động thái đính chính về việc tài khoản ảo đó. Nhưng khi Hồng Loan vừa chia sẻ một bài viết từ cái tài khoản ảo ấy, vì cái bài viết ấy đã đụng chạm tới danh dự của cha Hồng Loan nên Hồng Loan mới lên tiếng. Vậy đó mà nó đã nhảy cà dựng lên rồi đi kiện Hồng Loan chỉ trong vòng 30 phút sau đó. Làm vậy coi có được không? Giờ thì Nghiệp đã lãnh đủ, sau vụ việc này xem có ai còn dám hợp tác với các két nữa hay không. Và hôm qua, trước làn sóng lên án mạnh mẽ từ khán giả, các két đã vội khóa trang cá nhân của mình để tránh né dư luận và chỉ mới mở lại vào sáng ngày hôm nay. Ủa vậy là cũng biết sợ nữa sao? Cái mặt dày như cái mặt đường, giờ có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà cũng sợ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì hen các két. Trách là trách bộ phận xét duyệt các diễn viên. Nói thật, đã làm trong mảng truyền thông thì không thể nào mà không biết tới cái vụ drama Loan Phượng. Để nói đây là một sự vô ý thì khó mà để khán giả chấp nhận được. Và nếu sự xuất hiện của các két trong MV này là một sự xuất hiện có sắp đặt thì Omo chuyến này đã đạt được mục đích rồi đó. MV này hiện tại đang khá thu hút người xem, nhưng độ lan tỏa của nó không tỷ lệ thuận với độ tích cực mà nó mang lại. Truyền thông không có lỗi, lỗi là do những người thích làm truyền thông bẩn mà thôi. Bài học lần này không biết đã đủ để những nhân vật như Lành Bún Bò, Thanh Lùng Đập Bàn và đặc biệt là con két có nhận thức được tội lỗi của mình hay chưa, có còn dám láo toét nữa hay không. Nếu là một con người thì ai ai cũng đã hiểu được cái vấn đề này. Chỉ có những kẻ cố chấp thì nên xem lại bản thân mình có phải là một con người hay không. Thưa quý vị khán thính giả thân mến, phía ủng hộ cho Phượng Ve luôn gắn hai chữ còn thù hú cho Hồng Loan. Nhưng xin nhắc lại cho mấy bạn nghe, nếu vẫn còn gọi Hồng Loan là con thù hú thì các bạn là những người hiểu biết quá kém. Ghép một câu chuyện dân gian vào một nhân vật có thật, không đúng nghĩa của câu chuyện. Hồng Loan là được chính nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quyết định nuôi dưỡng dạy dỗ từ lúc còn sơ sinh và hiểu rõ xuất xứ của Hồng Loan ngay từ giây phút đầu tiên, đã xác định được rằng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đâu có bị lầm. Còn câu chuyện của Quà Quà nuôi con thù hú là như thế nào? Ví dụ như vợ của mình ngoại tình với người đàn ông khác có con mà mình không hề hay biết, cứ tưởng là con của mình nên nuôi dưỡng một thời gian dài rồi mới phát hiện ra là con của người khác, không phải là con của mình. Chẳng hạn như bà nghệ sĩ lớn kia có một đứa con gái nọ, nó là con của ông ở Việt Nam, nhưng nó lại giống y như cái ông có quốc tịch ở tận bên Pháp, giống từ ngoại hình cho đến tính cách. Đó là câu chuyện đúng là Quà Quà nuôi con thù hú. Thưa quý vị, Hồng Loan dù là con một của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng có cuộc sống tiểu thư, xung quanh có nhiều người chăm sóc lúc còn nhỏ. Cuộc sống của cô tiểu thư không có mẹ bên cạnh, ba thì lại thường xuyên vắng nhà nên Hồng Loan bị sa ngã ở tuổi còn quá trẻ. Là không do hư mà do tâm lý tuổi đó rất cần một người dìu dắt hoặc để ý quan tâm. Hồng Loan có tình thương của cha đó nhưng lại thiếu sự ở bên do cha đi suốt. Có clip chú nói gần 4 năm chú còn không gặp mặt con gái chú luôn. Lúc ngồi trong hậu trường nói với ca sĩ Nhật Kim Anh, lúc đó có cả Ve ngồi bên cạnh. Hồng Loan có một cô ruột dù là phụ nữ và đã là mẹ, ở bên Loan mà lại ác tâm, không thương, không quan tâm. Hồng Loan có mợ Tư, mẹ của Thành Mỹ. Dù ở cùng nhưng vừa lo cho con trai cũng đang tuổi lớn, vừa làm hết công việc nhà cửa. Lại thêm về tính tình của Hồng Loan, giống cha, nội tâm, khó giải bày. Hồng Loan ở chung một nhà, em gái mình có mẹ, anh trai cũng có mẹ, còn mình lại không có mẹ. Có cha mà cha lại đi lo kinh tế. Có chăng là được cha cho đủ vật chất cần thiết, nên không có gì khó hiểu là Hồng Loan gặp người ngoài yêu thương mình thì như phao cứu hộ tâm hồn đang lớn của mình. Nhưng Hồng Loan không lấy điểm đó để làm hư thêm, vì vẫn sống cùng người đó còn sinh thêm xu nữa. Bùm bùm, dù cha mẹ không ở chung nhưng cũng không hư hỏng, vì không bị áp bức ngấm ngầm về tinh thần, bởi cha đâu có vẹn toàn như cha Hồng Loan mà bị ganh ghét. Còn Hồng Ve, một, có được tình yêu thương trọn vẹn của mẹ, có được vật chất đủ đầy không phải từ mẹ mà từ ông cậu rất cao quý của nó lo hết cả đại gia đình. 2. Cũng có cha dù cha không ở gần nhưng đỡ hơn Hồng Loan vì còn có mẹ sát bên mà vẫn hư sớm cùng khoảng thời gian với Hồng Loan thì là vì chính bản ngã của cô ấy hay là ghen đua, thói đua đòi từ mẹ. Thích giao du chứ không phải do Hồng Loan lôi kéo được đâu. Theo tôi nghĩ vì có vẻ Ve thích giao du bản ngã hơn, vì nhìn vào tất cả các hình Ve chụp với người khác giới,
Ve luôn ngả hết phần trên thân vào họ, không ngại đụng chạm cơ thể. Clip sinh nhật chú mới đây có khúc bưng rổ mời mua chôm chôm, có một anh đứng áp sát lưng. Hành động này khác hoàn toàn Hồng Loan. Ve ganh tị, tị hiềm với Hồng Loan từ bé là chắc chắn có, dù không thể để lộ ra vì Hồng Loan phải nói rất xinh xắn, nhìn ai cũng muốn nựng nịu. Lớn lên thì đẹp gái, ít nói, đầm tính, tốt bụng, cả đến giờ ai cũng nói vậy khi tiếp xúc với Loan. Dù có chồng lần đầu quá sớm, nhưng vẫn gọi đó là một gia đình, hơn Ve là không được đón nhận và phải bỏ thai. Ve có cha nhưng là một người cha vô trách nhiệm, còn Hồng Loan thì không cần nói nữa. Cả một tuổi thơ có cái cảm giác và cảm xúc tâm hồn khi được có cha ôm, nựng, khoe dắt đi chơi, sau đó để dành hết một khối tài sản lớn lại cho con gái. Điều này Ve mãi mãi không bao giờ có được như Hồng Loan. Về chồng, Hồng Loan được gia đình chồng thương, đùm bọc, gia đình không nghèo khó, đủ ăn đủ mặc ok. Chồng Ve thì lại có được một tính như cha Hồng Loan là rất trách nhiệm với cha mẹ. Mình chắc đây là điểm quan trọng lớn để Ve chọn làm chồng, nhưng gia đình chồng Ve có vẻ không quan tâm hay thực sự yêu thương, cũng không ghét Ve. Cuộc đời Ve chưa bao giờ hơn Hồng Loan, trừ mỗi học vấn thôi. Chính giờ đó Ve luôn lấy điểm này để mà khinh khi Hồng Loan, nhưng học vấn không làm nên đạo đức của con người. Lý do mà Ve muốn lấy hết những gì thuộc về Hồng Loan từ người cha, vì nếu Hồng Loan hưởng hết, đồng nghĩa đời này Ve sống kiếp tầm gửi vào người chị họ Võ mà mình luôn khinh khi, học thấp hơn mình, sao Ve có thể chấp nhận được. Cho nên Ve muốn mình là một bản sao của phần hoàn hảo nhất từ Hồng Loan để sống nửa đời còn lại. Vũ Linh, Hồng Phượng, Hồng Loan. Ở trong cải lương thì người mẹ dành ăn với đứa con, còn ở ngoài đời thì người cô lại tranh giành bất hợp pháp với đứa cháu. Và diễn này người cậu đã diễn qua rồi nên cậu cũng rất hiểu luật. Anh để dành đặng đặng. Để cho Nguyệt Thu, nó khôn lớn tôi sẽ giao cho nó ngay, vì nó thừa kế duy nhất tài sản này. Chứ không phải anh để dành, đặng nuôi Nguyệt Thu hả? Bà ăn nói hồ đồ vô lễ như vậy, tôi mời bà bước ra khỏi nhà lập tức. Tôi không đi. Chừng nào anh giao mấy tờ bằng khoáng cho tôi thì tôi mới đi. Tôi chưa hề thấy các loài cầm thú có con mẹ nào lại tranh ăn giành mồi với con. Anh cầu kỳ, anh chửi ai đó? Tôi nói bà không còn lương tri của con người. Mẹ em đi giành ăn với con. Anh không được quyền mắng tôi nghe chưa? Tôi có hẹn với mấy ông trác địa sư. Xin lỗi bà. Vì sao mà người cậu bảo cô con cháu gái của mình còn không phải họ Võ? Một câu nói rất thâm thúy ẩn chứa nhiều ngụ ý bên trong mà ông muốn nhắc nhở để đánh tâm lý cho cháu gái mình thức tỉnh. Con không phải là họ Võ. Cậu đã nói rồi mà con không chịu nghe, không chịu hiểu. Nếu con chịu an phận thủ thường thì sau này có thể bán đất ở Thủ Đức, chia cho con. Mỗi người sẽ có căn nhà cũng cao cấp, trị giá bạc tỷ để ở và còn có thêm ít vốn để làm ăn sinh sống. Ở đời tham quá, bây giờ thâm, phải trả giá. Mất trắng cả tất cả. Một người anh đã cưu mang trả nợ thay cho em út khoảng thời gian khá dài hơn nửa đời người. Hao tốn tiền của anh biết bao nhiêu, nào có tiếc hay là đòi bắt em mình phải trả lại. Mà bổn phận làm anh biết mình không còn sống được trên đời nữa, không nỡ tuyệt tình mà còn nghĩ đến sợ em út sẽ khổ khi không còn mình đồng bọc chở che. Ngược lại, em của mình tuyệt tình cắt đứt tình nghĩa, cấu kết bè phái bên ngoài muốn chiếm đoạt hết để con gái của mình và đàn cháu ngoại phải bơ vơ. Nhưng ông trời không cho toại nguyện, được lòng tham vô đáy. Luôn có rất nhiều sự ủng hộ yêu thương cho con gái của ông. Lúc ông còn sống thì không một ai dám nói ông, bảo ông đem giấy tờ sổ hồng đưa ra, bởi vì thời điểm dịch bệnh đang ở tá túc. Sợ nói ra thì sẽ bị ông đuổi cho ra khỏi nhà ngay lập tức, cả mẹ lẫn con. Đành phải đợi ông mất mới tiến hành kế hoạch. Nhưng ông đã đi trước một bước, toàn bộ giấy tờ đã mang tên Võ Thị Hồng Loan và chủ quyền hiện tại. Nếu bây giờ cô cháu gái đã thức tỉnh thì cũng đã quá muộn màng. Sắp tới đây thì nhân dịp năm mới, tòa án sẽ trao tặng danh hiệu giải xuất sắc cuối năm, tham lam ăn chặn, và đích thân máy ảnh áo xanh sẽ đeo huy chương vòng lắc bạc số 8 lấp lánh cho từng em trong phi vụ chiếm đoạt tài sản tiền phúng điếu bất hợp pháp. Mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo để chào đón mọi người trở về ngôi nhà mới mà không cần phải đòi đồng sở hữu nữa. Đó chính là ngôi nhà để gỡ lịch, tha hồ mà sở hữu và chiếm hữu, dành cho những người không biết thượng tôn pháp luật, do không biết luật dẫn đến ảo tưởng xài luật rừng. Hạt từ ghế thứ nhất, Hồng Loan vẫn còn sống đó, mà hàng thừa kế thứ ba dám đưa đơn để kiện tụng vượt cấp qua hàng thừa kế thứ hai. Mà ở hàng thừa kế thứ hai này còn có hai trường hợp để thừa hưởng, chưa tới lượt hàng thừa kế thứ ba mà đã đi kiện tụng.
Một vụ kiện vô lý lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhưng tòa án cũng vẫn phải xử lý để thụ lý, tiếp nhận đơn kiện của bất kỳ công dân nào. Tòa án xử có mức thu án phí bên phía nguyên đơn, thì thắng thua gì cũng phải đóng phí. Tự nhiên hai mẹ con đem dâng cho tòa án 300 mấy chục triệu cho việc vô nghĩa, kiện bất chấp, kiện thả ga.